bạn sẽ làm nhóm review. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu nhanh với các bạn cách để mã hóa cái bộ điều khiển RF315 một kênh hai chức năng này. Đây thì như các bạn có thể thấy này, ở đây chúng ta sẽ có phần tay khiển này và phần bộ thu. Đây các bạn thấy, đấy, ở đây các bạn sẽ có ba hàng chân đúng không ạ? Đây, hàng ở giữa này, hàng ở giữa là chân của con ICPT2262 ra này. Đấy, hàng ở trên này các bạn để ý cho mình là chỗ này có chữ H này, đấy, nghĩa là mức cao này. Đấy, và ở dưới này, cái hàng dưới này sẽ có chữ L, ở đây là mức thấp này. Đấy, thì tương ứng ở trên cái module thu này của chúng ta này, các bạn cũng sẽ thấy này. Ở đây mình cũng có ba cái dãy chân đúng không ạ? Thì ở giữa cũng là dãy chân để nối với các cái bit địa chỉ của con PT2272 này. Đấy, phía bên này chúng ta sẽ có H này, đấy, bên này nó có L này. Đấy, đây đánh số từ 1 đến 8 này. Và trên cái tay khiển các bạn sẽ thấy là mình có chân 1 ở đây này, có số 1 ở đây này, và số 8 ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ lần lượt mã hóa hai cái này giống nhau. Ví dụ như ở chân giữa của bên phía tay khiển các bạn thấy này, mình đang kéo ở vị trí này 1, 2, 3 đó, vị trí thứ 3 xuống mức thấp, xuống L, xuống mức thấp đó. Đấy, 4, 5, 6, 7 đấy, xuống mức thấp. Như vậy thì tương ứng bên này mình cũng sẽ phải đưa cái chân số 3 là chân ở đây đấy, và chân số 7 là chân ở đây xuống mức thấp đấy, để cho hai cái bit địa chỉ nó giống nhau thì hai con này mình truyền nhận tín hiệu được với nhau. Đấy, sau đây mình sẽ tiến hành dùng mỏ hàn để mình câu hai điểm này lại với nhau. Vị trí thứ 3 này xuống mức thấp này, xuống L này. Và vị trí thứ 7 này. Đấy. Thì như các bạn thấy thì ở đây mình đã kéo hai cái này. Đấy, giống nhau thì nó sẽ khu phát được với nhau. Đấy, tương ứng của chúng ta. Đấy, các bạn thấy xem bên cả phía bên tay phát và bên bộ thu là giống nhau đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần làm sao các bạn mã hóa hai cái này giống nhau, nó sẽ có ba mức, là ví dụ như là các bạn kéo mức thấp này thì sẽ là 00 này. Các bạn không kéo đi đâu thì nó sẽ là 01 và kéo đến mức cao thì nó là 11. Đấy, các bạn chỉ cần tương ứng mã hóa 8 cái bit địa chỉ này giống nhau thì hai module này sẽ nhận được tín hiệu của nhau. Video giới thiệu về cách mã hóa cho bộ điều khiển RF315 một kênh hai chức năng của nhóm review đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.